Đây là các bước để giúp mình làm cái món sườn gam nha cả nhà. Đây là mình chuẩn bị trước cho mình là 1 kg sườn sườn nha. Và nguyên liệu để làm nên sườn gam thì mình có là nước màu, 2 muỗng cà phê, một muỗng rưỡi cà phê bột ngọt và một miếng tỏi bằm nha cả nhà. Ở đây mình có nước mắm là một muỗng rưỡi canh, đường là một muỗng rưỡi luôn nha. Còn ở đây là mình có là chanh và muối để dành mình rửa lại phần sườn này cho ngon nha. Và bây giờ mình rửa sườn trước nha cả nhà. Đây mình sẽ dắt chanh, miếng chanh này vào muối. Thường thì cả nhà có muối bọt mình xài muối bọt nha. Ở nhà Hương tại quen xài muối cục và nên Hương xài muối cục. Muối bọt mình vẫn sử dụng được nha, không nhất thiết là muối cục. Đây, khi mà dắt chanh vào muối rồi á, thì mình đổ vào ở phần sườn của mình nha. Khi đổ vào rồi thì mình sẽ trộn. Đây cả nhà, và đặc biệt á, mình sử dụng nước sôi để mình trụng cái phần sườn này lại nha. Đây là nước sôi nè, mình trụng sơ qua và mình ngâm nó chỉ vài giây thôi nha. Đây, đây là mình vệ sinh sườn từ muối và chanh và nước sôi nha. Để cho cái sườn mình khi mà mình chiên lên nó không bị gã, hoặc là nó không bị khi mà mình ăn cũng không bị hôi nữa, tại vì mình đã vệ sinh kỹ rồi nha. Khi đã trụng và rửa sạch bằng nước sôi và chanh với muối rồi nha cả nhà, mình chắc nước ra. Mình chắc nước ra cho sạch nước và bắt đầu mình chuẩn bị qua cái phần là chiên nha cả nhà. Bắt trước để khi mà chảo nóng lên, mình bắt đầu đổ một miếng dầu ăn vào nha. Chỉ cần một chút thôi, không cần nhiều nha cả nhà, không nên xài nhiều dầu ăn quá. Một chút là đủ rồi nha. Đây, khi mà đổ miếng, khi mà nước cho dầu ăn đã sôi thì cả nhà mình sử dụng, đây đây là tỏi. Đây là tỏi lúc nãy không đã bằm rồi nha, mình sử dụng một miếng tỏi. Và hãy xào tỏi này mình chỉ cần là xào sơ khi mà tỏi thơm lên á là đã được. Khi mà tỏi thơm lên thì mình cho phần sườn vô là được rồi nha cả nhà, không cần phải để cho tỏi mình vàng. Tỏi vừa thơm là đủ rồi nha. Đây, khi mà tỏi thơm lên nha, bắt đầu mình cho phần sườn vào nha cả nhà. Phần sườn, và đặc biệt phần sườn lúc nãy Hương quên nói với cả nhà là sườn của mình khi mà trụng sơ với nước sôi và chanh á, thì mình chỉ cần đổ nước ra thôi, không cần phải rửa lại nha cả nhà. Mình để cho cái phần nước canh và muối nó thấm vào sườn luôn và xào nha. Đây, khi mà xào cả nhà, mình xào cho săn thịt lại nha, săn cứng thịt lại. Khi mà mình chiên á, sườn mình đã có cái bì bên ngoài vàng vàng như thế này thì sườn mình đã săn và cứng lại nha. Bắt đầu mình cho vào gia vị nha cả nhà. Đây là bột ngọt nha. Bột ngọt, và ở đây là nước mắm. Nước mắm và đường, kế tiếp là đường. Và cuối cùng là nước màu. Đây mình cho thêm nước màu á, thì sẽ có một cái độ vàng khi mà sườn mình chín á, thì sườn của mình vẫn có một cái màu vàng rất là tươi ngon luôn nha. Và mình xào lại và để cho sườn và gia vị thấm vào nhau á, thì mình sẽ chiên lại một lần nữa nha. Đây, và cuối cùng khi mà sườn của mình đã, cả nhà thấy không, dầu ăn nó đã trong lại và sườn, những cái gia vị của mình đã thấm vô miếng sườn rồi nha. Và bắt đầu mình gấp ra cho cả gia đình mình ăn nha cả nhà. Và thế là Hương đã hoàn thành xong cái vỉa sườn gam chua ngọt rồi nha cả nhà. Cực kỳ thơm luôn. Và nếu nhà bạn nào mà thích ăn cay ấy, thì mình cũng có thể cho một miếng ớt bằm vào trong đây để có mùi vị hơi cay cay. Tại hôm nay gia đình của Hương á, thì có những em nhỏ, nên là em nhỏ và con của Hương nên là không thể ăn cay được. Thì Hương không có bỏ gia vị gì để cay hết nha. Nếu mà cả nhà muốn thơm ngon và ngon, thơm và có hương cay cay nữa thì cả nhà nhớ bỏ ớt và tiêu nha. Và Hương chuẩn bị với gia đình nha cả nhà. Chuẩn bị bữa cơm thôi nha. Miếng sườn thật là ngon luôn, lắm luôn ấy nha cả nhà. Và cả nhà ơi, nếu mà cả nhà thấy thích cái
cái video Hương làm món ăn hướng dẫn cách nấu sườn ram này á, thì cả nhà nhớ subscribe và like giúp Hương cái kênh YouTube Trịnh Thúy Hương này nha. Và nếu mà cả nhà muốn Hương nấu những món nào ngon cho cả nhà xem nữa thì cả nhà nhớ comment bên dưới để Hương biết, và Hương sẽ nấu những cái món cả nhà thích nha. Chào và hẹn cả nhà, gặp lại cả nhà lần sau nha.